tiên là điều kỳ quặc nhất mà hai vợ chồng bạn từng làm cùng với nhau là gì? Có thể hai người không thấy kỳ quặc nhưng mà người ngoài nhìn vô người ta sẽ thấy rất là kỳ quặc. Em là thuộc dạng cái tuýp mà không biết giỡn nên thành ra là giờ nói về chuyện kỳ quặc. Không biết giỡn kìa. Không biết giỡn. Ồ, chồng biết rồi. Nãy giờ này đây nói giỡn quá trời. Chồng ngạc nhiên, chồng kinh ngạc luôn, không biết giỡn. Chứ nãy giờ là Hải kể là có giỡn dữ lắm à. Giỡn dữ lắm á. Nãy giờ bị bóc phốt quá trời. Kỳ quặc hả? Bây giờ anh gợi ý chút xíu thôi. Hồi nãy Lâm Minh Hải có chia sẻ một hành động kỳ quặc của hai vợ chồng á. Đó là cùng làm với nhau ở trong nhà, không phải ngoài đường. Cùng nhau. À, trần chuồng ở trong nhà. Trần chuồng ở trong nhà. Linh Chi chọn đáp án là khỏa thân ở trong nhà. Cái đó sai rồi, em chọn cái khác đi. Ôi, này có kỳ quặc mà. Có thêm một gợi ý nữa. Một hành động kỳ quặc nhưng rất trong sáng ở trong nhà. Cười em. Trời ơi. Đây, hành động kỳ quặc hai người cùng làm trong nhà là gì? Là hai vợ chồng rất hay ở trong nhà, rất hay chơi game với nhau. Chơi game như thế nào mà người ta cảm thấy kỳ quặc? Nết nhưng mà chồng lại thấy rất là đáng yêu. Vợ có gì ngốc đâu. Wow. À, em rất mê cảnh này. Và em nghĩ rằng Lâm Linh Hải sẽ cho cái hành động đó là đáng yêu. Em là có hai cái này nè, em không biết chồng em chọn nào. Thứ nhất là em rất là thích ngửi nách chồng em, cái sờ sờ ngửi nách chồng em. Với lại là chồng em đi làm gì là em đu vào, em làm những cái việc đó trước xong làm gì làm. Trời ơi. Bây giờ em chọn đi, cắn, đu, cái hành động nào? Cắn chồng. Cắn chồng, mời em kiểm tra đáp án. Thân. Pyjama, nhảy búi tóc và nhảy. Đó mới là hành động mà Lâm Nhật Hải cho là một hành động ngu ngốc mà rất đáng yêu. Còn cái cắn đó là đáng ghét đó. Cái đó là tao, nó không có đáng yêu. Tao thuộc một cái đứa mà rất là hay mè nhèo đủ các kiểu lên. Rồi Hải đôi khi làm việc mệt á, mà em còn nhõng nhẽo, còn quậy, còn phá nên thì đôi khi ổng làm ổng bị mệt. Hải kêu em là con gái chứ không phải là vợ. Em có phải là mẫu người phụ nữ mà hay mua sắm nhiều không? Dạ, em là một người mà chi tiêu dữ dằn lắm. Dạ. Em không phải là một người biết tiết kiệm. Nhà bây giờ hai cái phòng ngủ chính để đồ hết, hai vợ chồng đưa nhau ra phòng khách ngủ để đồ của em thôi đó. Đồ cá nhân nào của bạn sắm sửa đắt tiền nhất? Dạ, mà món đồ mắc tiền nhất là một cái túi xách trị giá 300 hay 350 triệu gì đó. 350 triệu? Dạ. Đối với một cái túi xách mà ở cái góc nhìn của đàn ông của tụi anh là rất là cao. Tại sao lại sắm sửa một cái túi xách mà tới 300 mấy chục triệu? Tại vì em có quan niệm là mình kiếm ra tiền thì mình phải tự xài cho bản thân mình được. Mà mình xài cho mấy khả năng của mình. Em nghĩ ông xã mình có đồng cảm với mình cái chuyện đó không? Chồng em thì cũng hay kiểu nói là vợ túi xách nhiều quá, sao vợ mua gì vợ mua nhiều quá vậy? Thường vậy thì giống như là khi mà em lao cái chuyện ổng mua đồ chơi nhiều, ổng cũng nói ngược lại em là thì cũng giống như vợ vậy đó, vợ đam mê đồ hiệu, vợ đam mê túi xách thì cụ chồng cũng đam mê đồ chơi. Ổng hay nói lại em vậy.